Chào quý vị và các bạn, đây là bản tin kinh doanh bất động sản 8 giờ tối hàng ngày của công ty Blue Serenity. Gói 6,6 nghìn tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân có nguy cơ bế tắc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời hạn nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân chuẩn bị chốt, song số lượng hồ sơ đã phê duyệt và giải ngân còn thấp, làm dấy lên lo ngại gói hỗ trợ 6,6 nghìn tỷ đồng sẽ rơi vào bế tắc. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, theo đúng quy định tại quyết định số 08 năm 2022 QĐ-TTG và quyết định số 791 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Không được để chậm trễ, bảo đảm hỗ trợ đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân chậm triển khai và có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 4379 của Văn phòng Chính phủ Khoa giáo Văn xã. Phối hợp với Bộ Tài chính xem xét xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo quy định và thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao của các bộ. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất Thủ tướng xem xét quyết định. Chậm nhất đến ngày 15 tháng 8, các địa phương phải hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ. Tuy nhiên, tính đến ngày 19 tháng 7 năm 2022, cả nước mới có 24 trên 63 địa phương thực hiện việc giải ngân cho gần 253.000 người lao động. Cụ thể, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 18 quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện việc giải ngân với số tiền hỗ trợ là 72,98 tỷ đồng, chiếm 4,1 so với kinh phí dự kiến hỗ trợ. Số lao động là 138.344 lao động, chiếm 12,6% so với dự kiến hỗ trợ. Tại Bình Định, tính tới ngày 19 tháng 7, mới có 45 lao động được duyệt chi 67 triệu đồng. Tại Đồng Nai, tính đến 15 tháng 7, địa phương mới phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ cho hơn 72,7 nghìn lao động, tổng số tiền hỗ trợ hơn 104,7 tỷ đồng. Ngoài ra, tại Quảng Nam tới ngày 18 tháng 7 mới phê duyệt hỗ trợ trên 2,1 nghìn lao động, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tương tự tới ngày 7 tháng 7, Nghệ An mới phê duyệt hỗ trợ cho 140 lao động, tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Thậm chí tính tới ngày 22 tháng 7, tỉnh Bạc Liêu chưa có hồ sơ đề nghị hỗ trợ nào. Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng thừa nhận tỷ lệ đã giải ngân được còn rất thấp, nguyên nhân do nhiều địa phương chờ quyết định về nguồn kinh phí hỗ trợ, đồng thời một số địa phương và doanh nghiệp sợ sai nên yêu cầu thêm các xác nhận. Trước tình hình trên, Thứ trưởng Lê Văn Thành yêu cầu các doanh nghiệp cần khẩn trương thực hiện việc lập và nộp danh sách và đề nghị cơ quan công đoàn cùng vào cuộc để người lao động sớm được hỗ trợ giải ngân trước 15 tháng 8. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin kinh doanh bất động sản ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bản tin tiếp theo.